Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin. Tham dự buổi làm việc có Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn cùng đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin đã báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Thông tin với Bộ trưởng, Chủ nhiệm trong thời gian qua. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Trung tâm Thông tin luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tại buổi làm việc, Trung tâm Thông tin đã đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm một số nội dung như tạo điều kiện cho Trung tâm Thông tin chủ trì các nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc, đầu tư xây dựng lại hệ thống quản lý văn bản theo kiến trúc chính phủ điện tử mới để kết nối với các ban dân tộc, phục vụ chuyển đổi số trong quản lý về công tác dân tộc. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lệnh chia sẻ khó khăn với Trung tâm Thông tin, đồng thời cho rằng Trung tâm Thông tin phải có quyết tâm, có mục tiêu về công nghệ thông tin theo từng giai đoạn cụ thể, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Trung tâm Thông tin cần chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Dân tộc kiện toàn ngay Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc, đề xuất được những nhiệm vụ mới gắn với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, phối hợp chặt chẽ với các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh đã chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng trực thuộc Ủy ban Dân tộc. Tham dự buổi họp còn có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc. Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lệnh về tình hình hoạt động trong thời gian qua, ông Đặng Hà Lự, Giám đốc Ban Quản lý cho biết, trong năm 2021, Ban Quản lý tiếp tục triển khai các hoạt động chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án Học viện Dân tộc, thực hiện các công việc trong giai đoạn cuối của dự án đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc, quản lý dự án đầu tư trong chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lệnh đánh giá cao những kết quả Ban quản lý đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Ban quản lý để tìm hướng giải quyết phù hợp, đồng thời đề nghị Ban quản lý rà soát, đối chiếu lại các quy định hiện hành của pháp luật về điều chỉnh cơ cấu tổ chức, cập nhật các văn bản quy định pháp luật về đầu tư xây dựng để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, nâng cao tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.